Xin chào các bạn. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 sẽ có một sự kiện nhỏ. Tất nhiên là mình đã đủ 1.000 điểm sự kiện. Vì đây là sự kiện nhỏ nên mình bắt con bọ để sưu tập thôi. Có thể các bạn chưa biết, ong bắp cày là loài hung dữ và hay tấn công người. Mùa giao phối và thiên di của ong bắp cày diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10. Đây cũng là thời điểm mà chúng hung hãn nhất. Trùng hợp là sự kiện này diễn ra vào tháng 9 luôn. Ong bắp cày thường được coi là loài gây hại, vì chúng tích cực bảo vệ các vị trí làm tổ của mình, khi bị đe dọa và vết đốt của chúng có thể nguy hiểm hơn. Người Việt mình hay gọi ong bắp cày là ong nùi rẻ hoặc tò vò. Nhìn con bọ này giống mấy con bị nhiễm bệnh ý ta, gì mà xanh lè xanh lét, thấy ghê. Đừng quên đăng ký kênh và để lại cảm nhận của mọi người nhé. Còn về phần chỉ số của em nó khá mạnh, với hai dòng đam và máu cao.